Đức Quan Âm Bồ Tát á, chúng ta thường gọi cho đủ là Quán Thế Âm. Chữ quán nha, có dấu sắc. Chữ quán nghĩa là gì? Chữ quán nghĩa là quán xét, là tìm tòi. Thí dụ như mình nói á, người ta hiểu lầm cái việc đó, mình nói thôi coi lại đi, quan sát cho kỹ đi, chứ tự nhiên thấy mình nói vậy tội người ta. Đó, đó là cái gì? Đó là năng lực của Quán Âm đó. Tất cả việc gì sở dĩ chúng ta khổ là tại vì chúng ta không có thẩm thấu, chúng ta không có nhìn lại, cho nên mình hay bị hớ, mình hay bị mắc lỗi, là tại vì mình nghe không có kỹ. Thì mình không nghe không kỹ thì lặp lại không kỹ, truyền bá không kỹ, có phải không? Rồi chúng ta tạo ra cái hiểu lầm, mà cái khổ đau đó chồng chất trong cuộc sống này. Bây giờ quý vị nhìn coi, con người mình rắc rối lắm. Rắc rối từ cái nghe, từ cái nói, từ cách sống, đủ kiểu hết. Cho nên rồi mình sống cả ngày không biết làm gì, toàn là đối phó. Nói cho đúng ra là nói phải nói cẩn thận nghe, không thôi người ta giận nghe, nghe phải nghe cho kỹ nghe, không thôi hiểu lầm nghe, tiếp xử phải tiếp xử đàng hoàng để người ta buồn nghe. Thành thử cuối cùng cả ngày chúng ta sống mà chúng ta lúc nào cũng phải ứng phó. Như đó là cuộc sống. Cũng giống như các bậc Bồ Tát, ngày nào cũng có cúng sanh để ứng phó. Bây giờ quý vị nhìn bác sĩ, y tá coi, ngày nào vô bệnh viện cũng có bệnh nhân để ứng phó đó. Vì sao? Vì đó là một phần trong cuộc sống. Chúng sanh, cái cõi đời này là khổ đủ kiểu, thì chúng ta phải có đủ các phương pháp. Cho nên nếu mà nói chữ quán âm đó, chữ âm này là âm thanh. Quán âm nghĩa là trở lại mình nghe cái âm thanh. Mà những cái âm thanh đó nhiều khi nó tự trong lòng mình, người ta kêu là tiếng lòng. Tiếng lòng là nghe được từ ở trong tâm của mình. Mình quán như thế nào để mình thấy được cái lẽ thật của các pháp, cái đó gọi là chân quán. Look of truth, một trong những cái bản dịch, những cái chữ đó là gọi là look of truth. Mình nhìn với cái chân thật, gọi là chân quán. Pháp Hòa ví dụ như mình nhìn về cuộc con người mình nè. Mình nhìn con người mình đấy, có ai mà sống hoài không chết đâu. Đó, nếu mình thấy được cái cuộc đời này không có cái gì mà ở yên tại chỗ vĩnh viễn, cái đó gọi là chân quán đó. Nếu mình nhìn thấy được cái lẽ thật, chữ chân là chân thật. Chân thật là vậy đó. Hôm nay Pháp Hòa sẽ đi một cái tang lễ của một đạo hữu. Thì chú này là bệnh, và trước khi mất, có một hôm chú sắp mất, chú mới nói: Thầy ơi con đi nha, con đi nha. Tức là kêu Pháp Hòa đó, gọi như là từ giả đó. Hay người thân nghe như vậy mới lật đật gọi phone. Thì Pháp Hòa mới nói chuyện qua phone với chú. Rồi sau đó không bao lâu thì chú mất. Mà khi tang lễ, chú nói với vợ chú là trong cái mùa dịch này, cho nên chú muốn mọi thứ đơn giản để không có phiền bà con, không phiền mọi người. Một mình thầy tới thôi, cho chú thầy kinh. Vì chú thấy, chú mới nói rằng trong cuộc đời này, cái cách mình đối xử với nhau trong cuộc đời này nó mới quý. Còn cái chuyện sau khi chết rồi, mình làm cái gì đi nữa cũng không sao, nhưng mà không cần thiết nữa. Làm cũng tốt, không làm cũng không sao. Cái quan trọng là lúc sống mình đối với nhau. Thí dụ như bây giờ sống không cho ăn, chết mới cúng. Thí dụ vậy đó, nó là một cái ví dụ vậy đi. Sống không cho mặc,
chết liệm đầy quan tài hết trơn. Chí ta khiêng nặng chứ làm gì. Thế Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Cho nên chú cũng quán vậy đó. Cái này ông này có chân quán đó. Chân quán là quán lẽ thật của cuộc đời. Cái quan trọng là lúc sống mình đối với nhau. Có nhiều khi sống thì ở khổ sở với nhau, nhưng mà tới hồi mất đi rồi thì mình mới làm đủ cái cách. Đó là đây là chân quán. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với một em rất trẻ, mẹ mất, mất hồi em còn nhỏ lắm, năm nay cũng lớn rồi. Nó lên thăm, Pháp Hòa nắm tay nó và nói: giờ có thầy gặp con, thầy cũng biết con là ai. Tại vì gặp nó hồi nó 5-6 tuổi, nó gặp lại mình nó cũng chẳng biết mình là ai, nó làm sao nó nhớ. Nhưng mà cho dù mẹ nó cũng nhớ, tại vì cái hình ảnh đó nhạt nhòa trong tâm, nhỏ quá. Nhưng mà bà nói: mẹ con chết cái hình hài thôi, nhưng mà mẹ con đang ở trong cậu con, ở trong dì của con. Và các dì, các cậu của con thương con, không khác nào mẹ con thương con. Cho nên con phải thấy rằng con không hề mất tình thương của mẹ. Con có tình thương của cậu, của dì là tình thương của mẹ. Và không phải một mẹ, mà bây giờ con nhiều tình thương. Cái đó gọi là gì? Một trong năm cái quán gọi là quảng đại trí tuệ quán. Quảng đại là rộng lớn. Mình phải có cái trí tuệ quán chiếu rộng rãi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình xài cái gì á, mình phải nghĩ rằng mình xài nhưng mà mình có ảnh hưởng đến người khác không. Ví dụ như mình hút một điếu thuốc, cái thuốc nó đi thẳng vô lá phổi mình mà, nhưng mà cái khói thuốc đó nó cũng làm ảnh hưởng sức khỏe của người khác. Thấy cái đó gọi là trí tuệ quán, quảng đại trí tuệ quán. Mình phung phí, mình xài những cái vật dụng nó có thể làm hư môi trường, mình cũng là một người chịu ảnh hưởng cái môi trường đó. Cho nên Pháp Hòa rất không thích xài cái dĩa giấy, ly giấy, mà buộc lòng phải xài thôi chứ. Thiệt khi xài thì trong lòng không muốn, tại vì mình biết cái đó nó ảnh hưởng tới môi trường sống dữ lắm, nó tạo ra nhiều cái ô nhiễm. Cho nên cái gì mình cố gắng mình save được, mình hạ tiền được, mình save nó được. Có một số quý Phật tử hỏi bây giờ những cái CD á, những cái CD băng giảng nó nhiều quá, bây giờ không còn xài nữa. Dục thì không dám dục, tại có hình Phật, hình thầy, rồi trong đó kinh, trong đó lời của thầy nói, thí dụ vậy. Rồi làm sao? Pháp Hòa nói bây giờ quý vị bỏ recycle. Bỏ recycle không được đâu, tội. Không, bây giờ một là recycle, hai là thùng rác, cái nào muốn cái nào. Nó là cái vật recycle thì bây giờ mình không sử dụng nữa, mình cho nó trở về với cái recycle, không có gì tội lỗi hết. Mà nếu nói đúng hơn là mình đúng là một Phật tử biết sống, biết có trí tuệ quán, quảng đại trí tuệ quán. Đừng có nghĩ cái đó hình Phật cũng làm từ gì, từ giấy mà. Mà giấy cũng là recycle mà. Thì Phật cũng, rồi bây giờ những cái xi măng đó, những cái tự tượng bằng nhựa đó cũng là recycle. Cho bây giờ mình những cái băng giảng đó mình không dùng nữa, mình cho recycle. Với cái tâm thành kính, không có phải mình bất kính. Bây giờ mình không còn sử dụng nữa thì thôi, xin gửi cái này về lại cho cái cơ quan mà người ta tái chế, để cái dĩa này được còn luôn luôn làm cái việc khác lợi ích cho việc sử dụng của con người, không có gì tội lỗi hết. Mà nó, cái đó nó nằm ở trong cái này nè, gọi là quảng đại trí tuệ quán. Mà làm được như vậy là quán âm. Đừng có nghĩ rằng Đức Quan Âm là một vị Bồ Tát chỉ đứng đó mà nghe mình thôi. Nếu mà Bồ Tát nghe mình mà mình có nghe mình chưa, bản thân mình có nghe mình chưa, mà mình cứ bắt Ngài nghe mình. Cho nên mình phải nghe mình. Nghe mình, nghe nghĩa là gì? Là mình trở về mình thấy được cái hoàn cảnh đích thực của mình. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Hôm nào mà mình mệt á, tôi nghe trong người không được khỏe,
Thậm chí mùi hương mà lên mà không nói tôi ngửi đâu nghe. Tôi nghe mùi hương đâu đây, mùi mà nghe không à. Thường thường người Việt mình nói mùi mà không ngửi mà nghe. Mặc dù cái lỗ mũi mà ngửi mà hãy nói nghe. Có nghe gì không? Hình như dưới khét đó. Có phải không? Vậy thì chữ nghe là sao? Thật sự là ngửi đó. Nhưng mà chúng ta dùng chữ nghe để nói lên cái ý nghĩa là chúng ta ngửi rất kỹ và biết rất rõ. Ở dưới mà mở lửa mạnh á, mấy cái quai nồi nó cháy á, nó bay mùi lên tới đây, Pháp Hòa ngửi và biết. Đây là những cái quai nồi nó cháy nè. Pháp Hòa xuống và nói chỉnh cái lửa lại, nó tạt lửa qua đó, nó cháy mấy cái quai nồi. Ở trên lầu mà thầy cũng nghe nữa ha. Đó, mặc dù là ngửi nhưng mà nói thì nói nghe. Tại vì chữ nghe là biểu tượng cho một sự sâu lắng. Cho nên tiếng Việt Nam mình dùng chữ hay lắm, lắng nghe. Lắng là gì? Lắng nghĩa là mình sâu xuống. Không có lắng thì không thể nghe. Người không lắng không thể nghe. Ví dụ như mình nghe ta nói mình không có lắng á, bực bội lên liền, nổi lửa lên liền, nói những lời khó nghe liền. Ta nói tôi nói chưa xong, anh không chịu lắng nghe tôi nói. Tôi nói chưa rồi mà anh đã phản ứng rồi. Phải không? Thành thử ra mình phải lắng nghe, nghe hết rồi chúng ta mới nói được. Vì vậy cho nên chân quán là thấy lẽ thật. Thanh tịnh quán là thấy cái duyên của nó. Ví dụ như hoa nè, chân quán về bình hoa này là hoa này là không thật. Nó chỉ tươi vậy thôi chứ vài tuần nữa chết, héo. Và thấy được cái gì? Thấy được cái sự phối hợp với cái sự mà duyên tạo nó. Còn thanh tịnh quán là gì? Là thấy được cái tướng vô thường của nó. Một cái nhìn trong sạch về các pháp là hoa hồng được làm bởi những thứ không phải hoa hồng. Ví dụ như đất đâu phải hoa hồng, nước đâu phải hoa hồng, mặt trời đâu phải hoa hồng, mưa đâu phải hoa hồng, mà chính nhờ những cái đó nó mới ra được cái hoa hồng. Mà ngay cả cái tên hoa hồng cũng không có cái gì gọi là hoa hồng hết, nó chỉ là cái tên thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói cái này là hồng mà thật sự nó đỏ mà. Cái cuối cùng đi mua, nhớ mua hoa hồng đỏ nha, hoa hồng mà đỏ cái nữa. Rồi nhớ mua hoa hồng tím nha, hoa hồng vàng nha. Mình kêu thôi, chứ tiếng Mỹ là kêu rose. Tiếng gì nữa, mỗi nước người ta có cái tên gọi của nó. Như vậy, nếu nó thật có thì nó chỉ có một tên thôi, chứ sao nó nhiều chữ gọi vậy. Nhớ, tên cũng là giả tên, tên giả, giả danh. Vì tướng nó giả thì danh nó cũng giả. Pháp Hòa ví dụ bây giờ quý vị gọi cái này là cái hoa đúng không? Mà Pháp Hòa ngắt ra cái gọi là cánh hoa, rồi dùng nó vô rác là không còn hoa gì nữa mà là rác. Như vậy thì nó vừa tướng này. Ví dụ mình còn sống nè, à, gọi là sống mà chết rồi kêu cái không có ai mà còn sống mà kêu thân thể, chết rồi kêu thây, thây ma, thây chết. Hồi nãy còn sống kêu gạo, nấu chín kêu cơm, nấu nhừ kêu cháo, xay ra kêu bột, hấp lên kêu bánh, cũng là nó đó. Nhưng mà hãy nó biến tướng là đổi tên. Vậy thì danh cũng giả mà tướng cũng giả. Cho nên ai có gọi mình là cái gì chửi á. Thí dụ người ta gọi mình gà, mình đâu có người mà mắc chi giận. Họ gọi con gà mà mình không phải con gà, mà mình giận lên là mình chấp nhận mình là con gà. Cho nên có cái ông đó đó, ông vô chùa, ông nói với một vị thầy, ông nói bạch hòa thượng, lúc này con tu con khá lắm hòa thượng ơi, lúc này ai chửi con không buồn, không giận gì hết, con thấy con tu được lắm. Cái hòa thượng nói vậy ông không phải là con người. Trời ơi, ông giận tức lên, ông nói hòa thượng ăn nói kỳ cục, tôi không phải con người, lẽ tôi con chó.
Ông hỏi hòa thượng vậy, cái hòa thượng nói tôi đâu có nói vậy đâu, tôi nói ông không phải, những cái cách tu của ông không phải là con người thì tôi, ông là Phật. Lúc đó ông nói sao ông nói sớm làm tôi hiểu lầm. Nhưng mà thường thường trong đầu mình, ai nói mình không phải con người cái mình không nghĩ mình là thánh là Phật, mà mình là nghĩ mình thấp hơn không à. Cho nên mình cứ nổi giận lên với cái người đó. Quý vị hiểu được cái chỗ và nói không? Cho nên mình chân quán là thấy thật, thanh tịnh quán là thấy cái tướng giả của nó. Pháp Hòa ví dụ như mình nói con người không thật, chỉ là tạm thôi, chỉ là giả thôi, đó là mình nói cái tổng quát. Còn thanh tịnh quán là bất tịnh lắm, đây ở ngoài này một lớp da mỏng vậy thôi là thấy trơn tru thơm tho vậy, chứ bên trong cái lớp da mỏng này là thôi hỗn tạp, hỗn tạp, chỉ sau một cái lớp da thôi, chứ đừng có nói xa xôi gì hết. Nào là mỡ, là máu, là phân, là tiểu, đủ thứ hết, những cái tạp dơ ở trong một cái bao này, đó gọi là thanh tịnh quán. Quán vậy để làm chi? Chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, để thấy được, có một cái trí tuệ nhìn sâu thấy rộng, để vượt tất cả mọi vướng mắc khổ đau. Cho nên Ngài Quan Âm á, Ngài đứng Ngài cười thôi. Tại vì biết sao, Ngài thấy chúng sanh mình á, khi mình khổ đó, trời ơi mình tới mình hì hụp mình lại Ngài, nhưng mình tụng kinh mình niệm Ngài tha thiết lắm, mà hết bệnh rồi đâu thấy. Rồi chừng 3 năm sau bệnh trở lại, cái quỳ cái Ngài nói you again hả? Và Ngài thấy mình mà Ngài cũng không có buồn phiền gì, Ngài là Ngài hiểu cái tâm tánh của chúng sanh. Có tật thì vái tứ phương, hết tật đồng hương chẳng tốn. Có nhiều vị nó lúc bệnh sắp chết đó, trời ơi con nguyện mà Phật mà cho con hết bệnh lần này là con tu, con về chùa con công quả đó, con lượm được cái mạng lần này là con tu á. Nhưng mà hết bệnh chẳng thấy. Cái đó không có gì buồn, không có gì hết. Tại vì sao? Đó là bản chất của những chúng sanh. Cho nên á, Đức Phật hay nói độ con người ở cõi này khó. Tại chúng sanh ương ngạnh. Trong kinh nhớ không? Trong kinh Địa Tạng á, độ những chúng sanh cõi này khó lắm. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng một cái khúc, một cái miếng đất mà nó khô cằn, trồng cây khó cực kỳ phải không? Cây thôi mình chỉ xới đất rồi trồng tưới thôi đó, không có nói gì hết trơn đó. Còn chúng sanh nè, con người mình còn nói nè, còn nhìn nè, còn nghe nè, ôi đủ kiểu. Cho nên giận đủ cách. Bây giờ quý vị để ý coi, chỉ cái giận thôi mà mình tới 6 chỗ đi để có thể giận đó. Mắt nhìn cũng có thể giận, tai nghe cũng có thể giận, mũi ngửi cũng có thể giận, miệng nói cũng có thể giận, hành động cũng có thể giận. Cho nên rồi 6 căn của mình có đó, hằng ngày mình sống là mình thu gom cái giận. Mà trong khi đó nó cũng có nhiều cái đẹp cái hay mà mình không có thu gom. Cho nên mình chưa có quảng đại trí tuệ quán. Bây giờ quảng đại trí tuệ quán là mình làm sao mình sống như thế nào mà mỗi việc làm của mình nó mang lại lợi ích. Nếu mà chưa gọi là rộng rãi thì ít nhất là người thân. Có những người khó với gia đình, người thân khi họ đi chùa. Trời ơi, bữa nào mà cái ông đó, cái cô đó mà cho đi chùa mừng. Pháp Hòa biết có những em nó đi chùa mà ba mẹ không cho. Không biết nghĩ gì mình không hiểu, nhưng mà bực bội rồi về chửi bới. Nhưng mà nếu quảng đại trí tuệ quán, bây giờ con mình nó đi chùa chứ nó có đi chơi đâu. Và trong khi đó có những đứa con người khác á, nó đi chơi, nó đi đánh bài, nó đi tầm bậy tầm bạ. Bây giờ giữa một cái đi tầm bậy đó và một cái đi chùa, mình muốn họ đi đâu? Chứ mà mình, nếu mà người mà có cái quảng đại trí tuệ quán thì người ta sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Có những người người ta nghĩ như vậy cho nên người ta hành xử như vậy, mình không trách được. Vì mình có cái nhìn mà, mỗi người, người ta thường gọi là 9 người 10 ý lắm. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Là mở quyển kinh ra tụng coi, 100 người ngồi tụng là mỗi người sẽ nhận hiểu ý nghĩa một cách khác nhau. Có những người không biết gì hết, không hiểu gì cả,
Có những người hiểu lờ mờ, và thậm chí có những người đang tụng mà khởi tâm tầm bậy. Kinh điển đó tầm bậy, hay là những cái lời này nói gì nghe không thông, không vô. Cho nên mỗi người sẽ nghe, sẽ hiểu mọi cách. Vì vậy cho nên người có quảng đại trí tuệ quán, vì sao? Vì thấy được chân và thanh tịnh. Đó là ba cách quán, là phải không? Chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán và từ quán. Bi là thương, bi là giải khổ, từ là cho vui. Bi là giải khổ, từ là cho vui. Mình giúp người ta hết khổ rồi và mình cho người ta niềm vui. Cũng giống như ông bác sĩ á, chữa hết bệnh rồi, chỉ hết chữ chữa hết bệnh là bi đó. Nhưng mà bây giờ cho thuốc người ta uống, người ta dưỡng, gọi là từ. Từ bi là vậy đó. Từ bi thường nói chung, nhưng mà thật sự từ và bi là hai cách, hai cái phương thực tập. Nhưng mà trong từ nó có bi, trong bi có từ. Mình giúp người ta hết khổ, mà mình chẳng những vậy mà mình còn cho người ta niềm vui. Cho nên á, thường á, khi mà nói tới quán âm á, thì có 5 cách quán. Trong phẩm phổ môn, phổ môn quán âm, trong kinh Pháp Hoa có nói 5 cái này: chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán và từ quán. Và đây là cái phương pháp thực tập, chúng ta có thể thực tập ngay trong đời sống của chúng ta. Việc gì tới mình khoan nổi giận, mà mình hãy nhìn lại cái đạo lý của nó, cái chân thật của nó như thế nào, và mình thấy được những cái duyên do để sự việc này nó có mặt. Đó là thanh tịnh quán, look of purity. Ở trên là look of truth, look of purity, look of boundless understanding, gọi là quảng đại trí tuệ quán. Boundless understanding. Có nhiều khi mình hiểu một mối chưa đủ, phải hiểu toàn diện. Cũng giống như một người tới nói chuyện với mình về một người kia, mình mới có hiểu về người này có một mời à, mình phải nghe cái người thứ hai để mình hiểu trọn hai bên, thì chừng đó có thể mình xử sự việc nó sẽ khách quan hơn. Mà nó biết đi cái phần gì biên kiến, tà kiến, thấy một bên, thấy lệch lạc. Cho hôm nay á, nói về Đức Quán Âm. Lâu nay mình chỉ nghe nói Đức Quán Âm cứu khổ, nhưng mà đối với đạo Phật á, Quán Âm là một phương pháp tu, nghĩa là trở về chúng ta nghe được âm thanh của tự tâm, nghe được âm thanh của bên ngoài. Nhưng mà nhớ là đừng chỉ nghe bên ngoài mà thiếu nghe bên trong. Pháp Hòa ví dụ như mình hay nói vậy là: tôi sợ người ta nói tôi vậy, tôi sợ người ta cười tôi thế kia, mà không ai nói tôi sợ tôi hết á. Nhưng cứ tối ngày cứ sống mà sợ người ta, không làm gì cũng sợ người ta. Mình nếu mình nói sợ mình là gì? Sợ tôi không hiểu, tôi làm sai sự việc. Tại vì người ta có cười, người ta có nói chỉ là bên ngoài thôi. Còn nếu mình không biết được mình có thể làm sai đó. Mình không biết được mình có thể nói sai đó. Mà nói sai làm sai là cái lỗi lầm, là tự mình phải chịu trách nhiệm đó. Còn người ta ví dụ mình có lỡ sai, mình mất hết tiền của đi, bất quá người ta lại ta nói tội nghiệp quá à. Rồi thôi, chứ đâu có ai nói tội nghiệp quá, anh bị người ta gạt, thôi để về nhà tôi rút mớ tôi đưa cho anh xài. Không có ai làm điều đó, trừ khi nào người đó là thân nhân của mình. Còn những bàn quan thiên hạ thì dễ thôi. Ví dụ này, tôi thích đi xe đẹp lắm mà tôi sợ tôi không đủ tiền. Đó, cái đó là có nghe mình rồi đó. Thích thì ai mà không thích, nhưng mà có điều là mình có đủ khả năng không. Mà mình nghe được chính bản thân mình thì mình có cái phương cách làm sao để mình điều chỉnh. Thí dụ như mình giận lên, mình biết mình giận. Rồi khi mình giận lên, mình biết mình giận là tự động mình sẽ có cái
cái sự tế nhị nhẹ nhàng hơn ở trong cái cơn giận đó. Có nhiều người, người ta thấy, người ta biết mình giận, người ta tìm cách người ta giúp mình, người ta làm cho cái không khí bực bội giận tức đó tan ra mà người ta không hề nói gì với mình hết. Vì sao? Vì người đó có cái chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, và chẳng những vậy mà có từ, có bi trong cái việc làm đó nữa. Có những người người ta ứng xử rất nhẹ nhàng, người ta giải quyết một việc mà không ai biết họ đang giải quyết sự việc đó, họ nhẹ nhàng lắm, tế nhị lắm. Vì vị này có đủ những cái cách quán. Có nhiều khi mình biết cái người đó đó muốn mình giúp nhưng mà tự ái, không chịu nhờ. Thôi bây giờ không lẽ mình bỏ họ sao? Thôi mình sẽ giúp họ trong cái nhẹ nhàng của mình, không để cho họ, họ không chịu nhờ nhưng mình sẵn lòng mình giúp. Vì đó, vì sao làm được điều đó? Vì có quảng đại trí tuệ quán, vì có từ, có bi, và thấy được lẽ thật. Có nhiều khi mình làm vài lát người kia làm ngược lại, mình lên mình bực chứ. Cái khởi niệm đầu tiên là bực, tôi mới vừa làm vậy mà sao giờ đổi rồi. Nhưng mà sau đó cái giây phút thứ hai, thôi âu cũng người ta nghĩ rằng người ta muốn làm cho nó đẹp thôi mà, người ta đâu có tâm người ta xấu đâu. Có nhiều khi mình nấu ăn xong cái ta vô ta ném, ta nói lạc quá, cái ta đi lấy muỗi ta để vô. Tại sao biết không? Thật ra tại họ ăn mặn và họ muốn cái nồi này nó ngon hơn thôi, chứ họ cũng không có ý xấu. Cho nên nhiều khi để mình quá giải cái chuyện đó đó, mình nghĩ thôi tại họ cũng muốn tốt, tại họ ăn khẩu vị vậy, họ muốn nó tốt nó ngon vậy cho nên họ làm vậy. Hồi nhỏ chùa Pháp Hòa chịu trách nhiệm mà trang trí chánh điện. Ê, mình mới vừa làm xong coi, có cái sư cô đó, cô lên cái cổ sửa, cô lên cổ sửa là hết, cô làm theo ý cổ, mà cổ không nói gì mình hết trơn, mà cổ không phải trách nhiệm. Trời ơi, lần nào mình lên mình cũng khó chịu với những cái, nhưng mà sau đó Pháp Hòa không hề nói gì hết. Tại sao? Vì Pháp Hòa suy nghĩ vậy nè, cổ cũng muốn cho nó đẹp, cổ cũng muốn làm tốt cho cái chùa thôi, chứ cổ không có ý xấu. Nhưng mà tại vì cái nhìn của cổ nó như vậy đó, mà cái nhìn của mình là vậy là quê nè, trang trí như vậy là cải lương là quê nè, thì cái nhìn của mình. Còn người ta nhìn vậy là ta thấy đẹp. Thôi Pháp Hòa mình cũng để yên vậy thôi, trân quý hết. Vì người ta nghĩ ta muốn làm đẹp cho chùa, chứ ta đâu có nghĩ xấu đâu. Cho nên nhiều khi mình trong cuộc sống á, mình nên có những cái lúc mình phải quán như vậy, sống như vậy để làm chi? Để mọi việc nó nhẹ nhàng. Mình nghĩ ngược lại á, người này chống tôi nè, người này muốn là làm hơn tôi là cái mình bực. Cho nên quán là gì? Là cái nhìn sâu sắc, để sâu hơn, để mình giúp cho mình vượt thoát những cái khổ đau dính mắc. Trong cuộc đời này khổ nhất là cái dính mắc, cái vướng mắc trong lòng. Cho nên đại chúng nhớ năm cái quán ha: quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi, quán từ. Đó, nói dịch theo tiếng Việt đó. Còn nếu mà đọc theo phẩm phổ môn tiếng Âm Hán là chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán, cặp từ quán. Còn mình dịch lại là quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi và quán từ. Năm cái quán. Mà người nào có thực tập được năm cái phép quán này thì đó là mình thực tập cái năng lực của Quán Âm Bồ Tát. Vậy thì chúng ta nguyện Đức Quan Âm cứu khổ. Nhiều khi mình vừa quán xong những cái này lập tức hết khổ, Quan Âm có mặt cứu khổ mình rồi đó. Hồi nãy tôi chấp lắm á, nhưng mà tôi quán là tôi thấy thôi, tất cả các pháp do duyên sinh, không có gì tồn tại bất biến, không có gì buộc. Cho nên cái cách tu tập đó, mình nhìn cái thật tướng nè, tất cả các pháp do duyên sinh, cái gì cũng do duyên sinh hết. Đó. Bữa nay tự nhiên đi chùa ai cũng sửa sắc đẹp, sao che mặt hết trơn vậy?
Nếu không có cái duyên dịch làm gì có vụ mà đi ra đường, đi vô chỗ công cộng mà ngồi bịt mặt hết trơn, phải không? Duyên, cái duyên này sinh thì cái duyên khác nó sinh. Rồi hôm tháng 3, tháng 4 vừa rồi đó, duyên bệnh nó nặng hơn, không có bóng nào dám đi đâu hết. Bữa nay là nới nới, là lỏng lỏng, là thấy được được rồi mới dám đi đó. Có nhiều người còn rà nữa, phone bạn hỏi có sao không, có sao không. Chị kia chứ nó có sao đâu, tôi đi tôi thấy bình thường, tuần sau mới thấy chị đi sao. Thí dụ vậy. Cho nên cái này sinh là cái kia sinh. Vì dịch sinh cho nên cái chuyện đeo khẩu trang mới sinh. Mai mốt dịch hết thì khỏi cần đeo khẩu trang. Cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là cái nhìn của Đạo Phật về tất cả mọi hiện tượng sự vật trong cuộc sống này. Tự nhiên nó chửi tôi à? Không, anh phải chọc người ta, người ta mới chửi. Anh có làm gì người ta mới ghét anh. Cái này sinh thì cái kia sinh. Vậy bây giờ anh biết người ta giận anh rồi phải không? Anh xin lỗi thì hết giận. Cái này diệt thì cái kia diệt. Anh diệt được lòng tự ái thì người ta cũng diệt được cái sự giận hờn. Ta các pháp nó vậy mà. Mình nhường người ta, người ta sẽ nhịn mình. Mình nhịn người ta sẽ nhường mình. Thí dụ họ nói hoài, đừng nói, nhịn đi. Nhịn hồi cái họ nói, họ thấy họ nói hơi quá rồi, thôi họ nhường đó. Họ thay vì họ nói 10 câu, nãy giờ họ thấy mình nhịn họ được 8 rồi, 2 câu kia họ không nói nữa. Mình có nhịn thì người khác có nhường. Mà thấy được như vậy thì thấy bằng cái quán, năng lực của quán âm ở 5 phương diện: quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi, quán từ. Thỉnh thoảng tôi cũng cần được người tha thứ, cho nên bây giờ tôi thấy chuyện nhỏ tôi tha thứ cho người khác. Bạch thầy, cho con hỏi, ngày xưa Đức Phật thuyết pháp có hàng vô số hàng nghìn người nghe, vậy với khoảng không rộng lớn vậy thì sao có thể nghe thấy tiếng Đức Phật thuyết pháp? Câu hỏi rất thực tế ha. Đức Phật ngày xưa không có microphone, làm sao mà số lượng hàng ngàn người mà có thể nghe được? Thưa đại chúng, trên cái phương diện thực tế thì cái cách theo Pháp Hòa được biết á, là Đức Phật nói xong rồi các vị ở phía sau lặp lại, rồi cứ như thế mà truyền để cho có thể nghe được tất cả. Đó là mình nói theo cái tính cách là thiết thực. Còn nếu như mình nói cái mặt mà gọi là tâm linh một chút, thì quý vị nhớ là ngày xưa các vị đến dự pháp hội đó, cái tâm của các vị á, đến dự pháp hội đó thuần lắm. Và các vị ngồi rất yên, không có giống mình bây giờ đâu. Mình bây giờ là điện thoại reo, rồi suy nghĩ, rồi đó là chưa nói khiều người kế bên nói chuyện, đó là chưa nói lục bóp ăn kẹo, mở nước uống. Thành thử ra mình khó sự, có sự chú tâm. Vì cái sự làm ồn đó cho nên cái tiếng ồn của mình đó, nó cũng có thể làm ảnh hưởng đến cái lời nói bình thường. Ví dụ như trừ trường hợp ai cầm microphone mà thỉnh thoảng cái microphone mà còn bị interrupt, bị quấy rối bởi những cái tiếng điện thoại, bởi những cái gì khác. Mà ngày xưa nếu mà nói về cái năng lực mà nói pháp của Phật á, là Đức Phật nói pháp bằng cái gì? Bằng cái pháp âm của Ngài, bằng cái sư tử, gọi là sư tử hống, tức là cái tiếng của Ngài có khả năng vang xa và làm cho đại chúng nghe mà trấn tĩnh. Còn bây giờ là mình, một là mình nghe vừa ngủ nè, vừa nghe vừa mở nước uống nè, rồi ho nè, rồi mở kẹo nè, rồi bấm text nè, mình làm đủ thứ hết. Thành thử ra bây giờ là người ta kêu gọi hà rầm, xin đại chúng nhớ tắt cell phone. Vậy mà thế nào trong buổi giảng cũng còn lai rai tiếng điện thoại reo dài cho tới hết buổi giảng. Là đó, cái chuyện đó ngày xưa là các vị giữ cái sự thanh tịnh rất chuẩn mực. Và thứ hai nữa là cái âm thanh của Đức Phật nó có khả năng vang xa, và đồng thời các vị tiếp nhận lời Phật. Còn nói mà cho thực tế nữa thì các vị đều truyền với nhau. Bởi vậy cho nên quý vị thấy không,
Nhất là trong kinh Nguyên Thủy, một cái đoạn đó thôi mà lặp đi lặp lại. Cái hai vị đó ở ngoài sân đối đáp cái gì, xong cái nói thôi bây giờ mình không biết, thôi lên gặp Đức Thế Tôn. Vô gặp Đức Thế Tôn cái là hai người lập y hệt cái lời hồi nãy lại. Rồi xong cái Phật mới nói, ồ vậy là tôi cần phải kiếm người thứ ba tới cái cục ấp y vậy. Cho nên sau này các thầy mà dịch những cái bản kinh Nguyên Thủy, các thầy hay nói lúc bấy giờ tôn giả đó đến gặp Phật, sau khi đảnh lễ Đức Phật, rồi tôn giả ngồi một bên, rồi cái .. lặp lại y như trên. Tại vì nếu mà các ngài cứ dịch rồi làm như vậy, thứ nhất là nó mất cái thời gian mình đọc và tốn giấy, cho sau này các vị khi dịch người ta cũng lược bớt những cái phần đó. Nhưng mà ở đây là mình nói cái tính cách gần gũi là ngày xưa đã không có microphone, mà các vị nói một nhóm này nghe, rồi cái nhóm kia nghe. Và chính vì không có băng thâu, chính vì không có giấy viết, cho nên mỗi người sẽ nhớ mỗi cách. Cho nên ngày xưa là phải có những cái buổi hội lại, rồi ôn đọc lại những gì Phật giảng. Rồi ví dụ như thỉnh thầy A lên nói, thầy A nói xong thầy A xuống thì thầy B lên. Thầy B mới nói con xin bổ túc cái lời nói đó, cái lời trùng tuyên đó của thầy kia. Thầy kia nói là đúng hết cái phần đầu, nhưng có thiếu một khoảng này. Cứ như thế mà lặp lại, gọi là gì? Gọi là truyền khẩu. Ngày xưa là truyền khẩu. Vì vậy mà ở trong kinh nói đó, khi mà ngài Đức Phật mất rồi đó, thì có một số tỳ kheo mà chuyên môn quậy phá, nghe Đức Phật mất mừng lắm. Bây giờ ông cụ mất rồi thì đâu còn ai kèm kẹp mình nữa, cho nên phải mừng chứ tại sao buồn, tại sao phải khổ. Thì ngài Ca Diếp ngài nghe được cái lời nói đó, là một vị đệ tử lớn mà, một vị trưởng lão, một vị đại sư huynh mà, ngài nghe được cái điều đó, cho nên ngài mới thấy rằng cái nguy cơ mà lời dạy của Phật sẽ bị mai một, và nguy cơ là tăng đoàn sẽ bị ảnh hưởng bởi những vị này nếu mà không có sự trấn chỉnh. Cho nên ngài lập tức sau 100 ngày Đức Phật Niết Bàn là ngài lập tức triệu tập một cái đại hội kết tập, tức là trùng tuyên lời Phật ở tại một cái hang động ở gần núi Linh Thú với 500 người tham dự. Và lúc đó ngài Ubali được mời lên tụng một cái bài luật đó, tụng 80 lần. Cho nên sau này cái bài luật đó được gọi là Bát Thập Tụng, tức là tụng 80 lần cái bản luật đó do ngài Ubali. Còn ngài A Nan là người được mời lên để mà nói kinh. Nhưng mà lý do là ngài A Nan chưa được vô liền là vì ngài chưa chứng thánh. Đến khi nào ngài chứng thánh rồi thì ngài mới được vào. Ở đây nó có hai cái ý. Một là phải để cho ngài A Nan thật sự phải tu tập. Vì ngài A Nan xưa giờ đã sống bằng một cái tâm ỷ lại. Cho nên ngài, nếu mà bây giờ Đức ngài Ca Diếp không thừa cơ hội này mà đổ ngài A Nan á, thì coi như là lọt sổ ngài thì tội ngài, phải không? Một vị thị giả thân cận với Phật mà bây giờ tất cả các vị khác người ta chứng thánh hết mà riêng của ngài A Nan. Và cái thứ hai nữa, mà nếu mà ngài A Nan mà không bước vào trong cái đại hội kết tập này thì những cái lời Phật nói có lẽ là không có ai nhớ như ngài. Vì vậy cho nên nhất cử lưỡng tiện, một lần mà như vậy mà nó lợi cả đôi bên, đại chúng cũng lợi lạc mà ngài A Nan cũng được lợi lạc do ngài Ca Diếp đưa vào cái sức ép đó. Câu hỏi kế là cho con hỏi là con từng được một vị sư thầy cho câu niệm Phật hàng ngày khi sám hối, và tối trước khi ngủ là niệm Nam Mô Đạo Sư Chân Tánh Nguyên Hương, nhưng con tìm trên mạng thì rất ít thông tin về vị sư chân tánh Nguyên Hương này, nhờ thầy cho thêm thông tin được không ạ? Thưa vị Phật tử nào hỏi câu này đó, thì thứ nhất á, là Pháp Hòa không có biết vị này là ai, mà chắc chắn rằng vị này không phải là một vị sư hay là một vị tôn túc gì ở trong Phật giáo. Bởi vì sao? Bởi vì nếu một người mà thật
sự là một người trong Phật giáo và đệ tử Phật thì không bao giờ xưng mình là thánh, là những cái bậc gì mà đặc biệt mà để cho đệ tử phải niệm mình trước khi đi ngủ cả. Vì vậy cho nên nếu ai muốn niệm vị này thì cái niệm đó là nếu mình có một cái niềm tin vào vị này. Ở đây á, là Pháp Hòa chỉ muốn xác định vị này không phải thuần túy của Phật giáo. Thì quý vị ai mà mình muốn theo thuần túy Phật giáo thì mình không nên. Còn nếu như ai mà tin vị này và đi theo cái giáo phái của vị này thì cái đó tùy, cái đó là cái quyền của mình. Còn Pháp Hòa chỉ có bổn phận xác định vị này không nằm trong Phật giáo. Vì một người đệ tử Phật thì không có cho ai niệm mình gì cả. Ngay cả những bậc hòa thượng tôn túc của mình, các ngài còn chưa bao giờ dạy chúng ta phải niệm danh hiệu gì của các ngài cả. Còn cái tâm của chúng ta hướng về các ngài như một hình ảnh, như một biểu tượng, như một cái mô phạm để chúng ta noi gương tu tập, nghe lời chỉ dẫn của quý ngài thì có, chứ còn không có cái khác hơn. Thành thử ra Pháp Hòa chỉ có thể nói như vậy thôi. Không phải riêng vị này mà tất cả những vị khác. Nếu mà các vị đó không phải nằm trong Phật giáo thì nếu mình đã nhận mình là một Phật tử, mình muốn tu tập theo Phật giáo thì Pháp Hòa chỉ sẽ giới thiệu quý vị tu theo Phật giáo. Còn xa hơn nữa thì Pháp Hòa không dám, vì cái này nó ngoài cái phạm vi của mình. Ngày hôm qua mình cũng có nói không, bất tại kỳ chính, bất mưu kỳ chính. Mình không phải ở trong phạm vi này thì không nói về cái phạm vi này. Câu hỏi kế: trước hết cho con chúc sức khỏe thầy. Mấy ngày nay trong tâm con có một thắc mắc. Giống như con với mấy người bạn con sống chung, nấu ăn thường ngày con tự nấu ăn chung, đi chợ con cũng đi, xong về con cũng nấu. Nhưng mấy mùa dịch này con cũng làm như vậy, con cũng nấu ăn chung, và thậm chí con còn xuất tiền ra đi chợ trước, ai có tiền thì trả lại con. Nhưng có một người bạn không trả lại tiền đi chợ cho con. Con không trách nhưng con buồn, vì người bạn đó có tiền đi đánh bài, đi ăn nhậu, vậy mà không có tiền trả lại cho con, nên con tức và con không nấu ăn cho bạn đó nữa. Và thưa thầy, hành động của con như vậy có gọi là ích kỷ không? Xin thầy cho con biết, nếu hành động đó là ích kỷ thì con sẽ bỏ ngay hành động đó. Cảm ơn vị Phật tử này rất là thành thật. Dạ thưa, thì thật sự ra thì cũng không phải là ích kỷ. Thì trong cuộc sống thì mình có đôi lúc mình có những cái bất đồng. Khi mình thấy nó có một cái gì đó không có công bằng trong cuộc sống, thà là người bạn đó không có tiền đi, rồi người bạn đó mình đi chợ mình nấu ăn cho bạn đó mình không buồn, đằng này bạn đó có tiền mà không có chi mà lại bắt mình như vậy. Thì trước khi mình làm như vậy đó thì sao mình không có rõ ràng đi, mình đi chợ về thì đã là sống chung chia tiền mà, thì mình cứ rõ ràng, bạn kỳ này đi chợ 100 thì mỗi người mình 20, 30 chi đó, thì bạn đó gửi vô cho mình. Tức là mình khoan trách, vì mình có thể là mình chưa có nói vấn đề tiền bạc cho nó rõ ràng, thì người kia nghĩ là mình khoản đãi, hoặc là người kia lờ, được nhiêu thì lờ. Còn nếu như mà mình, hay là bình thường, lúc bình thường bạn này vẫn đi chơi, vẫn bình thường, không có nạn dịch gì hết, mình vẫn nấu ăn cho mọi người, mình không có vấn đề gì khó khăn. Mà bây giờ thì mình lại có khó khăn là tại vì mình bất đồng. Trong khi đó mọi người cũng nghỉ làm, ai cũng không có đi làm, mà tại sao lại như vậy? Cho nên để trước khi mình xác định mình có phải ích kỷ hay không, hay là mình có những cái đối xử nó kỳ cục hơn, chẳng hạn như là không thèm nấu nữa, vân vân, thì mình nên một lần sòng phẳng. Còn nếu như người bạn kia vẫn không, thì chừng đó mình có cách giải quyết nào đó, thì tùy theo cái hoàn cảnh sống của mình. Ích kỷ là khi nào mình có khả năng, người kia không có, mà mình ganh tị, mình không có nấu hay mình không có giúp, thì cái đó cũng có thể có một phần.
Còn ở đằng này là mọi việc nó rất là rõ ràng, người đó cũng có khả năng, nhưng có lẽ là mình chưa sòng phẳng, cho nên rồi mình lại đem cái phiền về cho mình. Thì sống chung thì cũng không phải là vấn đề tiền bạc không, mà ngay cả trong vấn đề mình chia sớt với nhau, trong vấn đề dọn dẹp nhà cửa hay vân vân, để mọi người không có phiền. Cái gì cũng vậy hết. Vợ chồng mà đôi khi vợ làm hoài mà chồng không làm gì, mà nếu người vợ mà chưa có nhịn nhục đủ là có thể cũng phiền hà đó. Tại sao tôi làm quá trời mà anh không làm gì hết, huống chi mình chỉ là những người bạn sống chung. Cái đó chỉ là những cái bình thường trong cuộc sống. Khi chúng ta thấy một cái gì nó không có được công bằng thì chúng tự nhiên nội tâm của chúng ta, cái nội kết mình nó phải nổi lên, và chúng ta thường có thái độ và có lời nói. Còn nếu mà mình khoan, hãy có những lời nói, những thái độ gắt gỏng hay là thẳng thắn, và chúng ta nên có những cái giải quyết cho nó rõ ràng để không có làm phiền mình. Có nhiều khi mình không làm thì ta nói tại sao đi chợ về không nói rõ tiền bạc, thì người ta trách ngược lại mình. Cho nên mình nên rõ ràng trước khi mình có những cái thái độ khác. Con ở Contra Costa County, 51 tuổi, chưa quy y Phật bao giờ. Con mới nghe thầy giảng trên YouTube và online trên Facebook. Con hiểu và thích nghe. Con ăn chay trường được 2 năm, thỉnh thoảng cũng có một vài ngày ăn mặn. Con xin thầy duy trì lịch giảng hiện tại trên online sau khi hết dịch để con được tự học. Kính bạch thầy, gửi đường link kinh sách tụng hàng ngày. Con muốn quy y Phật, Pháp Tăng thì con phải làm gì, học gì? Kính xin thầy chỉ. Thưa thì nếu như mình muốn trở thành một Phật tử, dĩ nhiên là cái bước đầu tiên nhất cho một người Phật tử là chúng ta cần phát nguyện quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Cô có thể lên mạng search, tìm Tam Quy Ngũ Giới để mình đọc qua cho biết. Rồi nếu ở gần nơi mình có những ngôi chùa nào, có những vị thầy nào mà mình có cái sự cảm mến, có sự tu hành, thì chúng ta xin vào đó để nương tựa Tam Bảo. Còn những cái bài học căn bản thì dĩ nhiên là Phật tử sau khi mình thọ giới quy y rồi, thì ở trên phương diện thực tập thì chúng ta tập ăn chay, tập tụng kinh niệm Phật hay là ngồi thiền. Còn những bộ sách mà chúng ta đọc, đó là bộ Phật Học Phổ Thông hay là Bước Đầu Học Phật hay là Trái Tim Của Bụt, vân vân. Quý vị có thể đọc cái tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Bởi vì cái quyển này vừa nói lên cuộc đời của Đức Phật và những bài thuyết pháp căn bản nhất, những bài giáo lý căn bản, những cái tinh yếu về Đạo Phật, nó đều nằm ở trong cái quyển Đường Xưa Mây Trắng hết. Cho nên cái quyển Đường Xưa Mây Trắng, sư ông viết có một cái sự nghiên cứu giữa kinh điển Bắc truyền và Nam truyền rất là sâu sắc, phối hợp để tạo thành một cái quyển Đường Xưa Mây Trắng rất hay. Cho nên đại chúng ai chưa đọc nên đọc cái bộ đó. Và bây giờ người ta cũng đã để trên mạng rồi, quý vị có thể nghe cái bộ đó cũng được. Ngay cả bộ Phật Học Phổ Thông cũng đã đọc sẵn trên mạng rồi, quý vị nên tìm nghe. Ngoài ra Hòa Thượng Thanh Từ có một quyển là Bước Đầu Học Phật hay là Chìa Khóa Học Phật, quý vị cũng có thể đọc quyển đó. Hay là quý vị có thể đọc quyển Phật Pháp Khái Luận. Những quyển đó rất hay, vì những quyển đó là những cái đề tài rất căn bản cho người Phật tử khi mới bắt đầu vào đạo. Ví dụ như là thế nào là đạo Phật, tại sao phải ăn chay, tại sao phải niệm Phật, tụng kinh, trì chú, thờ Phật, lạy Phật, đi chùa, sám hối, vân vân. Ngay cả đạo lý nhân quả, duyên sinh, tất cả những giáo lý đó nó đều nằm ở trong những bộ đó. Tuy nói là giáo lý căn bản nhưng có thể nói là thật sự rất là quan trọng. Tại vì nếu chúng ta muốn hiểu đạo Phật, muốn học Phật Pháp mà chúng ta chưa hiểu được những cái đạo lý căn bản đó thì chúng ta rất khó mà đi vào những cái bài giảng khác. Vì đó là cái nền tảng căn bản rất cần thiết của một người Phật tử. Cho nên Pháp Hòa cũng khuyên khích đại chúng, ai chưa đọc những quyển đó thì nên tìm đọc. Và những quyển này theo Pháp Hòa được biết là đều đã được đọc thành những cái audio ở trên YouTube, quý vị có thể tìm nghe.
Mô Phật cho con hỏi Phật tử tại gia có nên cúng cô hồn vào ngày 14 không ạ? Hình như ở đây nó cũng có một câu tương tự như vậy đó. Tại gia có nên cúng cô hồn vào rằm cuối tháng? Dạ thưa, cái vấn đề nên không nên thì không sao. Có vấn đề là chúng ta có thể giữ cúng được như vậy thường xuyên hay không. Thì ông bà chúng ta thường hay nói là thờ phượng thì dễ, giữ lễ mới khó. Ví dụ như nếu mình được quy định một năm mình cúng cô hồn một lần, hai lần ở tại cái khu vực mình ở thì mình giữ như vậy. Còn nếu mình cúng mỗi rằm hay là mỗi 30, mùng 1 gì đó mà chúng ta không cúng thường xuyên thì không nên. Vì cái gì chúng ta tập thành một cái lễ thì chúng ta phải giữ. Cho nên nếu mà mình muốn cái đó nó không có ràng buộc mình, ở cái này không có ai bắt buộc, vì đa số cái việc thực hiện cúng cô hồn là dành cho các chùa. Còn ở nhiếu tư gia Phật tử mà có khả năng thì, hoặc là thời giờ có phương tiện thì mình làm, không thì mình nên để một năm một hai lần thôi, để mình không có bị mắc cái lỗi là chúng ta khi làm khi không. Mình nên suy nghĩ kỹ trước khi mình làm. Còn không thì một năm mình cúng một hoặc là hai lần, tệ lắm thì cũng phải một lần. Tại vì sao? Tại vì cái cúng đó, đó không phải là một sự mê tín, mà nó nói lên được cái tâm biết ơn khi chúng ta ở đâu, ở nơi chốn đó, đất trời ở nơi đó, thiên nhiên ở nơi đó đã cho chúng ta được một những cái ngày tháng sống yên bình. Không? Thì thí dụ như trên mặt đất này, chúng ta cất một căn nhà lên. Bây giờ là một căn nhà mình đang ở, có thể hàng mấy trăm năm trước ở nơi này là một cái nghĩa trang, mình không biết được. Hoặc là có thể là nhà của ai đó, rồi do nhiều lần gia đình người ta không còn người nữa thì đất đai này nó thuộc của chính phủ, rồi mình mới mua lại hay như thế nào đó mình ở. Thì trên cái phương diện tri ơn, biết ơn và thể hiện cái lòng biết ơn mình, một năm mình cúng một lần là cũng đã quý. Cho nên hàng năm người Việt mình có cái lễ cúng đất đai. Thật ra cái chữ đất đai đó, nói cho đúng là chữ đất đây. Đất đây nè, đất ở đây nè, chứ không phải đất đai. Mình nói riết nó thành trại thành cái chữ đất đai, chứ đúng ra là mình phải đọc là đất đây, tức là đất này chúng ta đang ở. Ví dụ như mình tới một cái, mình mua vô, mình tới một cái chỗ nào hàng xóm mình mới tới, mình cũng phải làm quen với những người hàng xóm. Rồi nếu mà mình có những cái làm việc gì mà có thể ồn ào hàng xóm thì mình cũng phải qua nói với họ tiếp. Ở Việt Nam cũng vậy, ở xứ Mỹ cũng vậy. Có những ngôi chùa mà ở khu vực dân cư thì khi mà lễ lọc là phải chạy tới nhà người ta nói. Tại sao? Không thôi là người ta phiền mình. Tại vì mình đậu xe, mình làm ồn ở những khu vực nhà của người ta, mà nhất là những cái lúc ngày thường. Cho nên mình làm việc gì mình tới mình xin, mình nói người ta một tiếng, ta hoan hỷ ngay. Người ta không làm khó mình. Sở dĩ mà người ta phiền hà, người ta khó mình là tại ngay lúc đầu mình thiếu cái tinh thần tế nhị đó. Thành thử ra ở trong kinh Địa Tạng nói, nó cũng có cái lý lắm, thấy không? Đấy. Con đi trải qua những cái nhà gọi là gì? Giữ nhiều mà lành ít, nhớ không? Nhớ mấy câu đó trong kinh không? Tới cái những cái nhà mà giữ nhiều lành ít mà muốn hộ cho họ cũng khó nữa, tại vì họ không có cái duyên phước để mình được độ cho họ. Ví dụ như giờ mình muốn nói lời lành cho họ nghe mà họ không nghe, họ nói tôi bận lắm, tôi bận nhậu, tôi bận làm này làm kia, họ đâu có chịu để ý mà họ nghe. Cho nên cái việc mà mình làm một cái việc gì mà chúng ta cúng, nó không, cái vấn đề là chúng ta làm với cái tinh thần gì. Còn nếu chúng ta làm với cái tinh thần mê tín, không hiểu biết, thì chúng ta sẽ bị vướng vào đó. Còn nếu mà chúng ta làm mà chúng ta hiểu cái việc chúng ta đang làm, chúng ta ý thức được việc chúng ta làm, và chúng ta có thổi vào trong cái việc làm của chúng ta, chúng ta có đưa vào cái việc làm chúng ta những cái nội dung rất đẹp, thì cái việc làm nó không hề mê tín. Cái điều này Pháp Hòa nói hoài việc đó vậy đó. Giống như mình lại Phật hay là mình tụng kinh vậy đó. Không phải là Phật nghe hay là Phật chứng cái lễ đó cho mình,
Nhưng mà đó là chúng ta đang thực tập một sự trở về, mà hình ảnh Đức Phật là một biểu tượng. Cho nên quý vị muốn cúng thì cứ cúng, nhưng mà nhớ là nếu mình đã muốn thì phải giữ làm. Còn không thì cứ 5 lần 2 lần tạ ơn. Như người Việt mình đầu năm hay cuối năm tạ ơn đất trời. Thậm chí rồi mỗi đến cái mùa trung thu, sau một cái mùa gặt hái, chúng ta cũng cảm tạ đất trời, thiên nhiên đã ưu đãi chúng ta, để cho chúng ta có được những cái nguồn nước hay là những cái mảnh đất để chúng ta trồng trọt. Năm đó mình trúng mùa thì gia đình mình được hạnh phúc an vui nhờ cái đời sống đó. Thứ kế là niệm Phật có hóa giải tình duyên lận đận không? Tại vì mình sống á, mình cứ nhắm vô có một duyên à, cho nên là duyên này là duyên nam nữ, cho nên mình mới khổ. Chứ thật sự trong cuộc đời này chúng ta có rất nhiều duyên, ví dụ như duyên Phật Pháp, duyên bạn đạo, duyên tu hành, rất là nhiều duyên. Tại sao mình không thấy ai khổ với mấy cái duyên? Không ai mà khổ nói trời ơi sao con khổ quá, con không có duyên với Phật Pháp. Hình như ít có ai mà rên vậy lắm nghe. Mà mình thấy mà người nào mà bị kiếm bồ hoài, kiếm không được, cái tự nhiên mình cho đó là cái duyên lận đận, phải không? Thật sự trong cuộc sống này ai cũng có duyên với mình, mỗi người chúng ta có rất nhiều cái duyên. Có nhiều khi mình không có duyên với cái tình cảm nam nữ, bù lại thì mình lại có duyên với sự tu hành Phật Pháp. Thì mình cứ nhẹ nhàng trong cái việc này đi, thì tự nhiên việc nó sẽ tới thôi. Ngày hôm nay hôm qua gì ạ, có một cái vị gọi lên đây, chắc hôm nay hồi trưa này, thì cái cô này cũng gọi, cũng mới kể là chắc thầy không nhớ con đâu, tại vì mấy năm trước con có tới đây, con gặp khó khăn trong việc giấy tờ, người thân bảo lãnh, thì con có nhờ thầy, thầy nói thiệt sự thầy cũng không biết ai để mà giới thiệu làm mai gì hết, nhưng mà thầy có nói với con là cứ việc lên chùa tu tập làm công quả đi thì cái duyên nó đến. Và không ngờ đúng như vậy. Rồi trải qua những cái bao lần thì cuối cùng bây giờ cuộc sống cũng ổn. Thì ở đây cũng vậy, nhiều khi mình niệm Phật á, mình cứ nghĩ là mình niệm Phật để được cái duyên đó, thành thử ra cái hồi cái mình không được cái mình buồn. Thành thử là tại sao mình không niệm Phật một cách bình thường thôi, niệm Phật để cho tâm mình an, tâm mình tịnh. Mà khi tâm mình an, tâm mình tịnh rồi, tự nhiên người mình nó cũng đẹp ra, nó dễ thương ra, thì tự nhiên nhiều cái nó chuyển cái duyên đó. Còn nhiều khi mình cứ chú tâm vô cái đó quá, thì nhiều khi mình cái duyên nó mới tới cái mình nhào vô, mình chụp cái làm cho người ta phản ứng, người ta dị ứng, người ta thấy mình hơi hấp tấp làm sao đó. Cho nên cứ nhẹ nhàng, mình muốn được mọi cái duyên thì chúng ta phải biết sắp xếp các duyên. Cũng giống như mình muốn nồi cơm nó chín thì chỉ không phải chỉ là cái nồi cơm đó không, mà chúng ta phải để ý tới củi lửa, chúng ta còn phải để ý nhiều vấn đề khác để nồi cơm đó có thể chín. Chứ còn mình gấp gấp cái mình làm cái thật sự cơm không chín. Cũng giống như hồi nhỏ Pháp Hòa nấu cơm vậy đó, cứ mỗi lần mà nước cơm sôi lên đó, là mình phải chắc cơm, chắc cái nước á. Thì nó có hai, một là mình phải chắc để cơm nó mới chín, hai là mình lấy lại cái tô nước cơm đó để mình làm gì. Mình làm canh mình ăn, nghèo mà. Thành tử ra mà hồi nhỏ không biết mắc cái gì mà không có lấy hai cái miếng dẻ mà mình chắc cái nồi, lấy hai chiếc đũa chọt vô cái quai vậy nè, lật lên một cái thì cái nồi nó chổng lên. Mà ngày mai vẫn không kinh nghiệm, cũng làm như thế nữa, phải không? Bây giờ thỉnh thoảng mà nhớ là cái cách hồi nhỏ mình nấu cơm của mình tức cười vậy đó. Thì khi mình làm việc gì á, mình nhắm cái đó là một rồi, nhưng muốn được cái chỗ đó nó phải bắt đầu từ đây nè. Chứ đừng có nhắm cái chỗ đó cái chạy cái ào cái té. Thật ra niệm Phật có thể hóa được các duyên. Nếu mà duyên nào không lành lận đận là sao, phải nói may quá còn chưa nhào vô cái người này, cũng khổ rồi, thấy không? Thành thử nhờ cái lận đận đó mà mình rút khỏi kịp. Tại vì cái duyên của mình là phải từ từ, cho nên đừng có gấp, cứ lo tu tập nhẹ nhàng,
rồi khi mọi việc nó sẽ đến. Bên cạnh đó, mình không có duyên giữa tình cảm nam nữ thì mình còn rất nhiều những cái duyên xung quanh của mình. Nó đẹp hơn, nó làm cho mình an lạc hơn mà không có khổ sở. Nhiều khi con cá ngoài lờ đó, nó đổi hoe, đỏ hoe đôi mắt. Con cá trong lờ nó đỏ hoe đôi mắt, con cá ngoài lờ nó lúc lắc muốn vô. Con có nghe sư giảng là nếu ăn mặn thì đời sau sẽ không được tái sinh làm người hả thầy? Cái này em không biết ạ. Thật sự ra cái đó nó cũng chưa hẳn đâu. Bởi vì nếu mà nói như vậy á, thì không lẽ tất cả những người mà người ta đạo khác hay là những người Phật giáo nguyên thủy đều không được làm người sao? Cái được tái sinh làm người hay không, không phải ở chỗ cái vấn đề ăn mặn, ăn chay, mà nó còn nhiều cái yếu tố mà quan trọng nhất là cái nội tâm sống của mình. Thấy không? Ví dụ như mình ở bên Tây Tạng đi, mình muốn ăn chay cũng không được là vì không có rau, không có trồng trọt được, thì buộc lòng mình phải ăn thịt cá. Rồi không lẽ các vị đó ăn thịt cá như vậy là kiếp sau các thầy Tây Tạng, dân Tây Tạng trở lại không được làm người sao? Không phải. Mình nhớ là một cái nghiệp gì nó thành đó, nó cũng phải do nhiều cái duyên do yếu tố, chứ không phải là một vấn đề. Mà cái vấn đề là chúng ta cái nghiệp lớn nhất của con người chúng ta là gì? Là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu, xì ke ma túy. Cái nghiệp đó nó đủ năm cái yếu tố nghiệp nặng đó, nó mới làm cho chúng ta bị thọ báo nặng hơn. Còn trên phương diện sát sinh là vậy nè, mình đừng có giết người, hay là mình đừng có giết những con vật mà làm vui. Thí dụ như mình ăn, bây giờ thí dụ mình chưa ăn chay được đi, mình ăn mặn, nhưng mình nên tập ăn cái gì nó hiền lành thôi. Ví dụ như những con mà nó chết người ta bán nè, hay là những con gì mà xã hội người ta đang chấp nhận cho con người mình ăn. Chứ mình ăn chi gọi là tươi ngon cái gì, một cái con cá nó đang sống mình về mình đập cái đầu nó. Tại vì khi mình đập đầu nó là cái tâm mình khởi, nắm nó, cái hình thái mình phải nắm nó, rồi tay mình phải đập nó, nội cái hành động là nó hung dữ, và cái tâm mình phải khởi. Cho nên mình ăn một con cá sống, hay là một con gà sống, một con vịt sống, là trong trước khi cái con vật đó chết là một quá trình ác. Nó nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ nói đơn thuần là ăn mặn cái là kiếp sau không được làm người. Nói vậy nó chưa có thấu đáo được cái đạo lý nhân quả. Mà chúng ta phải nhớ rằng, ví dụ như có những người ăn chay nhưng mà tâm địa rất độc, tâm địa rất độc, mặc dù đời sống hàng ngày miệng vẫn ăn chay, nhưng mà nói ra lời nào cũng là dao gươm, và tâm địa sống rất là xấu. Cái đó nó mới đưa người đó đi tới cái chỗ xấu, chứ không phải do họ ăn chay mà ăn mặn đâu. Thành thử ra thưa đại chúng là ở trên phương diện khuyến khích mọi người ăn chay thì có thể mình nói, nhưng mà nếu mà đứng trên cái chung đạo lý nhân quả để mà tái sinh hay là thọ sinh về những cõi nào đó, nó còn nhiều cái vấn đề nữa. Mà quan trọng nhất là gốc rễ, hôm qua mình học đó, gốc rễ của bất thiện pháp là gì? Là tham, là sân, là si mê. Mà cái gốc rễ của thiện pháp là gì? Là vô sân, vô tham và chánh kiến. Đó là cái gốc rễ để đưa mình đi tới cái chỗ tu tập thiện pháp. Trên phương diện mình khuyên người ta ăn chay thì có thể tạm, nhưng mà nếu mà nói là xác định như vậy thì chưa phải. Tại vì đạo lý nhân quả nó không phải là như vậy. Cái mà chúng ta thọ sinh nó không phải đơn giản như vậy. Bạch thầy, cho con hỏi người xuất gia có được mua nhà riêng không? Nhà riêng là private house. Thì tùy theo cái nhà riêng. Nếu ví dụ như ngoài chùa mình có cái nhà kế bên, mình mua cái nhà đó cho chúng ở hay cho sử dụng cho chùa thì không sao hết. Còn nếu như người xuất gia mình mua sắm một cái gì
mà có tính cách riêng biệt cho cá nhân mình thì cái đó không nên, vì cái đó không phải là tự tiền của mình. Mà tiền gì mà của bá tánh, của những người người ta ủng hộ cho Tam Bảo, thì chúng ta nên sử dụng đúng cho Tam Bảo. Thật ra thì trước hết là cho bản thân mình. Tất cả những cái gì là cũng tự mình. Tạo cái phước của mình mà tạo cái lỗi của mình. Thành thử ra người xuất gia, đã xuất gia thì mình ở chùa. Còn mình mua sắm cái gì thì nếu mình vì một cái Tam Bảo mình làm thì không sao. Hoặc là thậm chí ví dụ bây giờ mình mua một cái thất thì như là một cái nhà riêng rồi. Thì cái thất đó là để mình tịnh dưỡng, nhưng mà thủy chung cái thất đó cũng không phải của mình. Chẳng qua là mình mua cho tăng chúng, hết đời mình thì người khác sử dụng cái đó. Chứ không phải là nói thôi tôi sắp chết rồi tôi bán cái này, để không thôi rồi mai mốt rồi tiền của tôi bị mất hết thế này thế kia. Thì cái đó không phải. Mình có thể làm một cái thất, làm một cái am gì đó để mình nhập thất, mình tịnh tu, rồi hết đời mình thì trao lại cho người khác thì được. Chứ còn nếu cái nhà đó là của riêng tư của mình, rồi mình đứng chủ quyền, rồi mai mốt mình bán buôn đổi chác, coi như là không có dính dáng gì tới chùa hết, thì không nên. Vì nó không đúng cái tinh thần của người xuất gia. Thầy ơi, kiếm tiền được từ nghề giết mổ heo gà hoặc đánh bắt cá đem cúng dường Tam Bảo, vậy có công đức không? Thưa đại chúng, là những người người ta đi chài cá bắt tôm, những người làm ở trong những cái lò sát sinh, tất cả những vị đó không hề có ý là đi làm những nghề này để kiếm tiền cúng dường Tam Bảo, không có. Các vị này vì cái nghề, vì cuộc sống. Nhưng mà các vị này khởi một cái tâm lành hơn, thay vì làm những cái tiền của đó ra cực khổ, chỉ một bề phung phí hay là sử dụng cho gia đình, cho bản thân. Nhưng các vị biết trích cái đó ra để cúng dường Tam Bảo. Đây là cái phần trích do các vị đó có khả năng cúng dường hướng với Tam Bảo. Chứ các vị này không phải đi làm kiếm tiền chỉ vì mục đích là cúng dường Tam Bảo. Hai cái này nó khác ạ. Thật sự là nếu mà chúng ta nói rằng á, các vị này không hề có công đức gì hết, nói vậy không được. Tại vì các vị này đi làm để cho sự sống chung của gia đình của người ta. Chẳng qua là người ta là một Phật tử, người ta hoặc là người ta biết hướng thiện một chút, người ta làm từ thiện, thì mình phải nhận cái đó, cái việc làm đó của người ta, là mình chỉ ghi nhận cái việc làm. Nhưng mà cái việc nào lành thiện người ta làm được, mình cứ ghi nhận. Mình nói như vậy á, thì mình cũng cắt luôn cái con đường làm thiện của các vị đó, thì coi như các vị đó không có cơ hội để sống thiện và đưa cái tiền đó vào trong cái một cái mục nào đó thánh thiện. Cho nên ở đây thứ nhất, Tam Bảo không suối, nói con đi làm nghề đó đi, đi kiếm tiền về cúng cho chùa. Thứ nhất, Tam Bảo cũng không suối. Thứ hai, họ đi làm cũng không vì mục đích làm việc đó, cho nên không thể đem cái việc này mà nói là xác định là họ không có phước. Cái thứ hai, có những người làm ăn chân chánh, không hề đụng vô những cái việc gọi là sát sinh, nhưng người ta cũng đâu biết làm phước đâu. Còn các vị này, người ta chẳng qua là người ta có cái phần dư và người ta có một chút tâm lành, thì chúng ta nên tiếp nhận. Không phải vì mình ham nhưng mà mình tiếp nhận để làm gì? Để tạo cho người đó một cái duyên phước gần gũi. Biết đâu cái phước họ đủ thì họ được cái cơ may, họ chuyển một cái nghề khác họ làm thì đỡ khổ cho họ hơn. Cho nên Ngài Ca Diếp, ngày xưa Ngài Ca Diếp là không bao giờ xin của người giàu, mà Ngài Ca Diếp chỉ xin của người nghèo thôi. Thậm chí có một hôm, có một bà già đó, bà đi xin được một cái chén nước đồ ăn của người ta mà nó thiếu rồi. Ngài Ca Diếp tới xin. Thì bà già này mới nói, trời, cái chén nước mà cặn này nó thiếu rồi mà làm sao Ngài uống? Ngài nói, tôi không có xin cái chén này đâu, tôi xin cái nghèo của bà đó. Tại vì á, Ngài có sự tu tập. Nếu bà già này phát tâm bố thí, dù chỉ là một chén nước thiêu, cái vấn đề nó thiêu không thiêu, cái đó không sao hết. Cái quan trọng là tâm có biết bố thí không? Tâm có biết bố thí không? Thời có những người, người ta rất nhiều tiền, tiền của người ta
với con mắt của mình là họ làm chân chánh đó. Không có dính dáng gì tới chuyện gọi là sát sinh hại vật gì cả, nhưng mà họ cũng đâu có biết làm những cái điều thiện đâu. Cho nên theo Pháp Hòa, theo ý Pháp Hòa thôi, mình có hai cái nhìn là: một là tam bảo không xuôi, hai là các vị này không nhằm mục đích đi làm kiếm tiền cho cái này, phải không? Và cái thứ là các vị vì tâm lành biết trích ra để cúng dường. Chúng ta là người tiếp độ, vì tất cả chúng sanh ai cũng có khả năng làm thiện, chỉ cần người đó phát tâm thiện. Dù cái đồng tiền đó có thể nó chưa có gọi là thanh tịnh như mình nghĩ, nhưng cũng cứ tiếp nhận để làm những cái việc phước điền, tạo cái phước hồi hướng cho người đó. Như Ngài Ca Diếp uống cái chén nước thiêu của bà già đó để chi? Để bà có phước, để kiếp sau bà hết nghèo. Đó là cái quan niệm của Ngài Ca Diếp. Ngài không phải đến để mà vì cái người ngài, nhưng mà ngược lại, Ngài tu Bồ Đề thì nói: trời ơi, người ta đã nghèo muốn chết, còn thầy còn tới thì Ngài xin của người ta nữa. Ngài tu Bồ Đề thì kiên ngôn đi xin của người giàu, tại vì Ngài quan niệm người ta giàu ta có ta cho. Còn Ngài Ca Diếp nói đó: tại vì thầy xin của người giàu, cho nên rồi người giàu họ có được tạo cái phước thì họ thêm phước. Còn trong cái đó những người nghèo này mình không đến xin thì họ không được cái cơ hội họ tạo phước. Đó, thì theo cái ý Pháp Hòa là như vậy. Chúng ta nên có một cái nhìn thông cảm trên mọi cái việc làm của mọi người xung quanh mình. Để làm gì? Để mình có thể đem người ta tới gần mình và không thấy, người ta không cảm thấy thôi tôi giờ tôi xa với mấy vị đó lắm, tôi thấp bé dưới này, các vị cao ráo lắm. Mình không nên như vậy. Làm sao để mọi người cảm thấy là mình có tu cao cỡ nào nhưng mà mình cũng rất gần với các vị. Và chính như vậy đó mới đúng cái tinh thần của Đạo Phật, là mình lân bẩn gần gũi. Không? Thí dụ như Đức Phật cũng không hề từ chối người gánh phân, hay là nhận là như là Ngài Ương Quật Ma La giết người, tất cả đều được ôm ấp. Thì ở đây cái vị mà người ta có những việc làm, thật ra đâu phải không muốn đâu, vì trong cuộc sống mà mình phải làm mới có sống chứ. Cho nên mình nên thông cảm hơn và nên chấp nhận các vị này trên mọi cái phương diện hộ trì. Dù làm từ thiện cũng không sao hết, đỡ hơn là các vị không làm. Nếu mình từ chối nói không, tôi không nhận tiền này bất tịnh. Rồi bây giờ thí dụ thôi, bây giờ người ta chài tôm, chài cá, người ta làm trong đó, đi cuộc sống mà cái sinh hoạt của xã hội nó vậy rồi. Nhưng mà những người người ta làm xì ke, bán xì ke ma túy đó làm sao? Mình đâu có biết được, phải không? Thậm chí mình không biết họ làm nghề gì nữa. Rồi họ đem cúng thì phải nhận thôi, họ làm từ thiện thì phải làm thôi. Chứ không lẽ nói tiền này ở đâu ra, có bất tịnh không? Không, cũng khó. Cho nên đó là ý riêng của Pháp Hòa thôi. Thì chỉ mong đại chúng là chúng ta học Phật thì chúng ta có một cái nhìn cho nó bao dung, để mình ôm ấp được tất cả mọi người trong xã hội, dù bất cứ người đó là ai. Con có câu hỏi. Dạ thưa thầy, con có được biết thì công đức điêu khắc tạo tượng Phật rất lớn. Vậy người tạo tượng thiện ác, tức là nửa mặt quỷ, nửa mặt Phật, có công đức hay không? Kính thưa đại chúng, là ở trong cái hình ảnh của Đạo Phật á, thì không có cái hình ảnh là nửa mặt người, nửa mặt quỷ, nửa mặt Phật. Có thể đây là những cái tác phẩm mà người ta gọi là nghệ thuật. Người ta tạo những tác phẩm này nhằm để làm những cái hình mẫu cho những người đi xăm mình. Tại vì bây giờ có khuynh hướng là đi xăm mình là nửa người, nửa quỷ, nửa Phật, nửa ma gì đó. Thì theo Pháp Hòa thì mình tôn trọng nghệ thuật. Tuy nhiên các vị làm nghệ thuật cũng nên tôn trọng những hình ảnh thiêng liêng của đạo giáo. Không nên dùng những hình ảnh đó phối hợp với những cái hình ảnh mà các vị cho là một cái hình ảnh nghệ thuật gì đó. Thí dụ các vị có thể hình in bất cứ cái hình gì, nhưng đừng in những cái hình ảnh của các vị Phật, các vị Bồ Tát trên thân thể của mình. Đức Phật không hề bắt tội ai hết, nhưng
ngay việc làm đó mình bị tổn cái phước thôi. Nhớ nha, giữa tội với phước, dù người kia không bắt tội mình, nhưng mà cái cách mình đối xử với họ khinh suất thì tự mình đã tổn phước. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như một cái người lớn tuổi mình hỗn với họ, có thể họ là ông bà nội mình, cha mẹ mình. Cha mẹ không bao giờ bắt tội con, phần lớn nha, luôn luôn muốn tha thứ cho con vì không muốn con mình có tội. Nhưng mà trên cái phương diện ứng xử trong cuộc sống, chúng ta đã tổn phước rồi đó. Vì chúng ta có cái phước có được một cái đời sống văn minh, nhưng mình mà đối xử khinh suất với các bậc trưởng thượng thì tự mình giảm cái phước thôi. Cho nên đó, Phật thì không bắt tội ai, ai có làm gì các ngài cũng bình thường, tại vì các ngài bất động, diệu trạm, tổng trì, bất động tôn. Các ngài hiểu được các pháp thế gian, các ngài hiểu được các pháp thế gian là tổng trì rồi. Cho nên ngài ở, các ngài ở một cái trạng thái trạm nhiên bất động. Và cái định đó gọi là thủ lăng nghiêm đó. Cái định là định thủ lăng nghiêm đó. Định thủ lăng nghiêm là gì? Là cái định viên mãn kiên cố. Định kiên cố của thủ lăng nghiêm đó là tượng trưng cho cái nội lực của tâm. Vương thế hi hữu, trên đời này hiếm có lắm. Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, cho dù mình có trải qua ức kiếp của điên đảo cũng không thể nghĩ bàn. Thì các ngài không có bị chi phối, dù chúng ta sử dụng hình ảnh của các ngài như thế nào. Tuy nhiên, vì những bậc đó là những bậc có đức, có hạnh, thì chúng ta không khéo thì chúng ta tự làm giảm mòn cái phước của mình thôi. Thì ở đây cũng thế, nghệ thuật thì luôn luôn được tôn trọng, nhưng mà mình phải có cái chừng mực của nghệ thuật. Thì không khéo thì người ta lại đánh giá cái khả năng văn hóa, đạo đức, hiểu biết của mình. Cho nên không nên dùng những hình ảnh của Đức Phật. Ở đây cũng vậy, cái câu hỏi là mình biết là tạo tượng Phật thì có phước, vậy thì những người mà tạo nửa mặt nửa người vậy đó thì có phước không? Thì các vị này thì phước thì không có, nhưng mà hay là tội thì không, nhưng mà có thể phước sẽ bị giảm, bởi vì đã không có cái đời sống mà căn bản nhất của con người không có. Ví dụ phải kính trọng. Thí dụ mình giỡn với ai giỡn, chứ đâu có thể giỡn những cái chuyện. Mình nói một cái đơn giản thôi, một cái lá cờ của một quốc gia không bao giờ đem xuống, gọi là xin lỗi, mai thành những chiếc áo, chiếc quần mình mặc được. Vì đó là cái biểu tượng thiêng liêng của một quốc gia. Nếu mình coi thường cái tấm vải đó thì coi như là tâm linh mình không có một cái quốc gia, không có đất, không có đất nước đó. Mà trong khi đó tại sao một tấm vải mà chúng ta cúi đầu, chúng ta tôn trọng, mà thử thời bây giờ mà mình đem ra, mình ở những cái quốc gia mà người ta chính quyền người ta khó vậy, mình mà đối xử khinh suất với lại những cái biểu tượng của quốc gia là mình có thể bị ở tù đó. Không, Phật giáo thì rất là hiền lành, không có bạo động. Tuy nhiên có phải có tiếng nói, phải có những thái độ, phải có những tiếng nói. Giống như gần đây ở Việt Nam có một cái quán bar đó, đặt tên là Buddha Bar đó, rồi ở trong đó để hình ảnh Phật đó. Mình không có đem người tới đập phá tiệm người ta, mình không làm mấy chuyện đó, nhưng mình phải có tiếng nói. Cho nên là cái đó là cái thái độ của mình. Mình không làm chống bán, nhưng mình phải có thái độ, mình nói lên cái tiếng nói khi mà những cái hình ảnh thiêng liêng không được tôn trọng. Thì các anh chị trẻ thích xăm mình, các anh chị có thể xăm bất cứ gì, nhưng xin đừng có đem hình ảnh Đức Phật. Lỡ khi mắt anh chị còn trẻ mà đời sống thế gian mình còn, thì giữa nam nữ hay vân vân, chúng ta có thể làm cho cái hình ảnh đó không được thanh tịnh, thì tự động đời sống mình nó bị giảm phước. Thì mình có được một cái phước sống ở một cái thời đại mà quá văn minh, có đầy đủ tiền bạc, ăn chơi, muốn làm gì làm, thì mình muốn làm gì đó mình làm, cái đó quyền của mình.
Nhưng mà làm gì mình làm, thì nếu như mình không có đối xử tốt với bản thân thì bản thân mình sẽ bị bệnh tật. Mình không có tôn trọng ai đó thì người ta cũng sẽ xử mình theo cái cách mình đối với người ta. Nhưng đối với đạo Phật, đạo Phật không có một cái xử ai hết. Tất cả đều là do nhân quả xử mình thôi, chứ còn không ai có khả năng xử mình đâu. Thì cái đó là cái luôn luôn là cái tinh thần của Phật giáo. Không ai xử mình qua nhân quả, thì mình đã được cái quả tốt, quả lành của đời này, thì tại sao mình không giữ cái quả đó để mình hưởng cho nó trọn? Mình lại đi dục nó ở một cái nơi khô héo làm gì, để cho cái quả đó nó không được kéo dài để chúng ta được hưởng. Thì đó là sẵn dịp Pháp Hòa có lời, vì gần đây Pháp Hòa thấy một số các vị thậm chí in những cái biểu tượng thì thôi không nói, thí dụ như là hoa sen hay cái gì đó thì thôi, nhưng mà hình ảnh của Đức Phật thì không nên, và đặc biệt nữa là làm một cái hình nửa ma nửa quỷ gì đó vân vân thì không nên. Câu hỏi kế là: cho con hỏi, sao ba con hay nói chuyện lung tung chửi bậy một mình hoài, hay la vợ con, mà ba con đi bác sĩ khám tâm thần rồi, bác sĩ nói không bị gì cả. Con xin thầy hoan hỷ cho con lời khuyên. Giờ bác sĩ nói không có bệnh thì mình phải, mỗi người trong nhà mình phải là một bác sĩ, bắt mạch ba coi ba bất mãn ai, trong gia đình mình làm những cái gì mà để cho ba phải buồn phiền. Mà ba không thể nói được thì ba lại bộc phát bằng những cái cơn sân si chửi bới. Mình phải đi tìm cái nguyên do. Chứ còn em ở tuốt bên này mà em cũng có biết gì về bác đâu mà hỏi em. Còn nếu là chắc muốn nói về coi coi bác có bị gì không, đúng không? Cái này là chưa nhìn mặt, chưa khám thì chưa biết. Bác sĩ khám chưa ra bệnh mà em chưa thấy, chưa biết gì hết, biết bệnh gì. Tuy nhiên, trước khi chúng ta nói tới cái nghiệp bệnh, có thể quý vị tin là ai dựa, ai nhập gì đó. Trước khi mình tin cái đó, hãy nên thực hiện những cái gần nhất là mình xem lại coi hàng ngày ba chửi từ những nguyên do nào. Đó là phải có một cái lý do nào để làm cho cái cơn sân ông nó nổi lên. Nếu mình biết thì ra gần đây ông già ông bực cái chuyện này chuyện kia, thì là mình đã bắt được cái mạch rồi đó. Không, thành thử ra thí dụ thôi, tự nhiên á, nhà mình á, cái sinh á, nó bị nước ngập. Bây giờ trước hết là phải làm gì? Mình phải đi tìm coi nước này nó bị bể ở đâu, nó bị lũng ống chỗ nào mà nước nó rỉ ra. Như mình cầm một cái nồi nước, tự nhiên để đây hồi nó rang dũng nước, thì mình biết là cái nồi này có vấn đề. Thì mình phải làm sao tìm cho được cái lỗ mà nó bị lũng đó để chúng ta chữa nó. Chứ không phải tự nhiên xách lại, bác chữa giùm tôi cái nồi tự nhiên sao nó lũng. Thì người ta cũng phải làm vậy thôi. Còn nếu mà mình biết ngay cái chỗ đó, mình chỉ cho ta chữa lẹ hơn. Còn mình không có biết mà nấy thì người ta tính mình thêm thời giờ là giờ người ta đi tìm cái nồi lũng chỗ nào. Thì nghiệp bệnh đó, nó có 3 loại phải không? Thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh. Thì có thể quý vị muốn hỏi cái chuyện đó, muốn hỏi là có thể ba con tự nhiên sao giờ ông chửi với sùm mà không biết có ai dựa ai nhập gì. Trước khi mình nói chuyện đó đó, thì mình hãy nên trở về mình xem coi thường ngày ba nổi lên giận tức la rầy ở những cái khoảng nào, ở những cái điểm nào mà trong gia đình đã tạo nên, để chúng ta giúp cho ba nó thiết thực hơn, nó thiết thực hơn. Rồi ví dụ mình cứ tin mấy cái vụ này rồi thậm chí không, ông già ông không chấp nhận cho ông thầy nào tới hết, mình đi tìm mấy ông thầy mà người ta thích kiếm tiền trên mấy cái câu chuyện này đó, thì mình bị mất tiền mà không được việc, cho uổng lắm. May là hỏi Pháp Hòa đó. Chứ mấy anh chị mà hỏi nhầm một ông thầy mà thích làm tiền đó là mệt rồi đó. Không? Cho nên là trước khi mình định là một cái nghiệp bệnh, có thể là tâm bệnh, có những cái nỗi niềm ở trong lòng. Người già thì hay, lớn tuổi thì sinh tật. Nên để ý cái chuyện đó. Ngoài cái chuyện mà mình ấy ra, mình còn phải biết rằng người lớn tuổi thường hay đổi tánh.
mà nó đổi tánh theo tùy theo từng cái trạng tuổi. Hoặc là nhiều khi hồi nhỏ thấy con cái mình như thế này, lớn lên nó khác, đời sống nó khác, từ nhiều lúc bực bội mà không nói được, là không nói được thì cứ phải phát quạo lên, la ó bất thường. Cho nên các anh chị nên tìm cái gốc rễ này trước đi. Khi mà chúng ta gặp một cái việc gì đó, chúng ta nên trở về để coi cái gốc rễ trước. Khi mà chúng ta cứ la làng lên là sự việc nó là như vậy. Thôi một câu nữa rồi mình nghĩ, những câu nào mà còn sót lại thì xin đại chúng hoan hỷ, Pháp Hòa sẽ giải thích tuần sau, tại vì còn rất nhiều câu hỏi ở đây nha. Có một câu hỏi đây. Câu hỏi của con là: khi má con còn sống nằm một chỗ không nói được luôn đã 3 năm, con về mới đi xuống mẹ Nam Hải, mẹ Nam Hải cầu xin nếu má con còn tuổi thọ thì cho má được mạnh khỏe. Còn nếu tuổi thọ đã hết thì xin Phật rước đi cho nhẹ nhàng, đừng để hành xác con, đừng hành xác quá. Con nguyện sẽ cúng tượng Quan Âm ở đó, tức là Nam Hải chắc ở đâu, ở Bạc Liêu hay đâu phải không? Mình không về Việt Nam mà mình cũng hơi nhớ vậy á. Mấy tháng sau má con mất, xong con không có cúng tượng ở đó. Trong xã gần nhà con có chùa cất lại, em con bảo cúng tượng ở chùa này cũng vậy thôi, ở dưới kia nhiều tượng Quan Âm rồi. Con có đi trở lại mẹ Nam Hải mua trái cây tạ lễ và trình bày. Con đã đặt tượng ở nơi khác, như vậy con có thất hứa với mẹ Quan Âm Nam Hải không? Tội nghiệp không? Bây giờ trước khi Pháp Hòa trả lời cái này đó, thì chị phải cho Pháp Hòa biết là lúc mà chị thưa với Ngài Quan Âm Nam Hải, Ngài Quan Âm có đồng ý không? Có gật đầu nói được rồi, thôi cúng đâu cũng được không? Thì nếu mà Ngài im lặng, Ngài không nói gì hết, chị đi về bình an tới bữa nay là Ngài ok rồi đó. Ngài nói ở dưới này tôi dư rồi, ở trên kia thiếu thì đạo hữu cứ cúng đi. Không? Ngài Quan Âm im lặng, bằng chứng là Ngài bắt ấn, Ngài vẫn nhìn mình, Ngài nói go ahead. Tiếp tục làm thì ok. Thật sự ra thì cái đó là do cái tâm thành của mình. Mình nghĩ mình hứa với Quan Âm chỗ này mà cúng chỗ kia được không? Thật ra Quan Âm chỉ là một thôi, không có hai ba gì hết. Nhưng mà tùy theo cái hạnh nguyện của các ngài mà chúng ta được gọi bằng một cái tên khác nhau. Ví dụ như Đức Quan Âm ở ngoài biển cứu người thì chúng ta gọi đó là Quan Âm Nam Hải. Rồi có một cái người đó họ bị bệnh, họ tới họ xin Đức Quan Âm, Đức Quan Âm đã giúp cho họ hết bệnh, chúng ta gọi là Quan Âm Thí Dược. Thí Dược là cho thuốc. Rồi có nhiều người kia ta sợ quá, ta sợ hãi đủ thứ trong cuộc sống, ta tới ta cầu Đức Quan Âm, Đức Quan Âm cho họ cái năng lực không sợ hãi, thì chúng ta gọi là Quan Âm Vô Úy. Thật ra cũng là Ngài, nhưng mà tùy theo cái hạnh nguyện cứu khổ mà người ta gọi thôi. Cho nên chị đừng có ngại, đừng có lo. Là mình, thật ra mà nói, mình là một Phật tử, mình phát nguyện xong rồi, trợ duyên chỗ nào thì chúng ta cúng. Nhưng mà không có cái hay, trước khi chúng ta làm chúng ta cũng thấy khó chịu ha. Mình hứa chỗ này mà giờ ở chỗ khác, thôi lịch sự lợi thương tiếng đi. Hồi xưa con hứa cúng ngài ở đây mà giờ con thấy ngài coi bộ khấm khá quá mà chỗ kia thiếu, thôi cho con xin thỉnh ngài về trên kia, chùa kia thiếu, còn giờ ngài dư quá, ngài không có chỗ đứng nữa, thì thôi con xin thỉnh ngài về trên kia. Cái đó cũng là cái tâm lành. Dạ không sao, nhưng mà yên tâm, mà không có thất hứa gì hết, mình có làm là được rồi. Còn như ngày mấy ngày nay có một Phật tử gọi nói: thầy ơi, con hứa hồi đó đi vượt biên á, lúc mà sắp chết á, trời ơi khổ quá, rồi giờ nguyện Quan Âm mà cho con được đến bờ rồi con cạo đầu, mà 30 năm rồi không có cạo. Mà bây giờ á, là sẵn cái dịp này nè,
sẵn cái dịp mà dịch nó hành ở nhà nè, thứ nhất là phải ở nhà không đi đâu là đỡ ngại ngùng phải không, thứ hai bây giờ có muốn hớt tóc tiệm đâu nữa là hớt, lợi dụng chuyện này mà xuống tóc phải không, thành thử ra cái này là không tính nha. Nhưng mà Paul là hỏi và nói dạ được, hỏi rồi con có cần phải khấn nguyện gì không, nói cô cứ ở nhà của cô đến ngay bằng Phật, ngày trước con gặp nạn con hứa con xuống tóc vậy đó, bây giờ đủ duyên con xin xuống tóc hoàn nguyện, xin Phật chứng minh cho con, rồi lại ba lại nhờ ông Đức Lưng Quần mình ra cạo. Nhờ ông chồng mình ra cạo giùm. Thì thật ra quý vị thấy không, đến nỗi trả nguyện thôi đó mà cũng phải đợi đúng nha nàng. Thứ nhất là tiệm giờ muốn đi hớt tóc không có, để nhà dài quá không được phải không, thôi sẵn kỳ này cạo, mà cạo rồi là không sợ phải ra đường ai cười, rồi cộng thêm là giờ có muốn cũng chẳng tiệm nào, hay quá đúng lúc luôn, vừa tiện lợi được hai ba thứ nữa không. Thì mình thấy lúc mà mình cần Phật Bồ Tát á là mình không cần một cái điều kiện nào hết. Mình có điều kiện các ngài là, nhưng mà khi mình trả lại cũng phải có điều kiện ký sổ đàng hoàng. Thôi thì không sao, cái đó cũng là những cái nhiều lúc mình nghe như vậy đó, mình mới thấy thương những cái tâm của chúng sanh mình, và mình sẽ thấy rất thương các Đức Phật và các Bồ Tát, các ngài có cái nguyện. Thì trước khi dứt lời thì Pháp Hòa xin cũng nói thêm một chút á, là đại chúng nhớ là Phật Bồ Tát khi các ngài phát nguyện, các ngài có hai thứ nguyện. Một cái gọi là nguyện chung, một cái rồi là nguyện riêng. Nguyện chung ví dụ như đó là rộng độ khắp chúng sanh, các ngài không có một cái biệt nguyện nào hết. Nhưng mà có những vị có những cái biệt nguyện, có những cái nguyện riêng. Như ai? Như Phật Dược Sư có 12 nguyện riêng của ngài. Như Đức Quan Âm có 12 nguyện riêng của ngài. Như Địa Tạng Bồ Tát, nguyện riêng của ngài là ở dưới địa ngục để cứu độ chúng sanh. Còn như nguyện chung là như thế nào, mình không nói riêng một cái gì hết, mình nói sao? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Vì những câu đó là cái nguyện chung. Hay chúng sanh nào khổ thì mình độ. Còn đối với các ví dụ Đức Phật Di Đà có 48 nguyện riêng của ngài. Thì mỗi một Đức Phật hay là vị Phật nào có những cái nguyện đó riêng của các ngài thì chúng ta gọi là nguyện riêng. Còn có những vị nói những cái lời nguyện chung thì chúng ta gọi là nguyện chung, tức là không có biệt riêng một cái biệt nguyện nào. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng tất cả Phật Bồ Tát các ngài đều sống và hạnh phúc theo cái bản nguyện của mình. Nhờ vậy cho nên các ngài không hề đau khổ, thỉnh thoảng đau khổ mà không có đau khổ. Pháp Hòa cảm thấy bây giờ làm ở nhà mình làm việc nhiều hơn, một ngày phải ra với chúng gần như là coi như là 4 lần, là 2 thời kinh rồi 2 thời sinh hoạt Phật Pháp, coi như là 7 ngày liên tiếp không có ngày nào nghỉ hết. Nhưng mà Pháp Hòa không buồn khổ gì hết, Pháp Hòa rất là vui, là tại vì Pháp Hòa thấy rằng cái nguyện của mình làm được gì cho Phật Pháp thì mình hết lòng mình làm. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng chắc Phật Bồ Tát cũng đã chứng cho cái nguyện của mình hay sao, thì nó cũng khiến ở nhà mà không được nghỉ vẫn phải làm việc. Và hơn nữa luôn luôn tự thấy là mình có cái trách nhiệm, có cái bổn phận để hướng dẫn các thầy các cô mà đang có duyên tu học với mình. Vì vậy mà chúng ta mới có cái duyên gặp nhau dù là trên online. Thôi thì tối hôm nay chúng ta sinh hoạt như vậy cũng đã đủ. Cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa được cơ hội chia sẻ với quý vị. Trong khi chia sẻ có điều gì sơ sót, mong đại chúng từ bi hoan hỷ lượng thứ cho. Chúc đại chúng có một đêm an lành. Những vị nào ở nơi ban ngày thì có được một ngày thật đẹp, thật hạnh phúc. Xin cảm ơn toàn thể đại chúng và chúng ta xin hồi hướng.